Công an thị xã Gò Công vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng có hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Võ Phạm Minh Nhật, sinh năm 2003, cư ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Tại cơ quan điều tra, Nhật khai, Nhật có quen biết qua mạng xã hội Facebook với một em gái sinh tháng 10 năm 2006. Đến đầu tháng 6 năm 2022, Nhật đưa em gái về nhà mình tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Em gái ở lại nhà của Nhật, sống chung với Nhật. Giữa tháng 7 năm 2022, người thân của em gái tìm được nhà của Nhật nên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau đó, Nhật bị công an thị xã bắt giữ.